Đóng thuế sử dụng đất, trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đóng thuế sử dụng đất là một nghĩa vụ tài chính mà mọi cá nhân và tổ chức sở hữu hoặc sử dụng đất đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là nguồn thu quan trọng của nhà nước để phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ công cộng và bảo vệ môi trường. 1. Ý nghĩa của thuế sử dụng đất. Thuế sử dụng đất, bao gồm thuế đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, là khoản thu tài chính dựa trên diện tích và mục đích sử dụng đất. Đóng thuế không chỉ góp phần vào ngân sách quốc gia mà còn thúc đẩy việc sử dụng đất hiệu quả, hợp lý và bền vững. 2. Các loại thuế liên quan đến đất đai. Thuế sử dụng đất được chia thành hai loại chính: thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thuế đất nông nghiệp áp dụng cho những diện tích đất được sử dụng vào mục đích trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. Trong khi đó, thuế đất phi nông nghiệp áp dụng cho các loại đất ở, đất kinh doanh và các mục đích khác ngoài nông nghiệp. 3. Trách nhiệm của người sử dụng đất. Mỗi người dân khi sở hữu hoặc sử dụng đất đều có trách nhiệm kê khai diện tích và mục đích sử dụng đất để cơ quan thuế tính toán mức thuế phải nộp. Việc thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tránh được các hậu quả pháp lý như phạt chậm nộp thuế hoặc truy thu thuế. 4. Các ưu đãi và miễn giảm thuế. Pháp luật Việt Nam cũng quy định nhiều trường hợp được miễn giảm thuế sử dụng đất, đặc biệt là đối với các đối tượng khó khăn hoặc các dự án phát triển hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường. Kết luận, việc đóng thuế sử dụng đất là trách nhiệm không thể thiếu đối với mọi cá nhân và tổ chức. Bằng cách thực hiện nghĩa vụ này, chúng ta không chỉ góp phần vào sự phát triển của đất nước mà còn thể hiện trách nhiệm công dân trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.